Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Center của Nas. Và ngày hôm nay là một ngày mưa và mình đang ngồi cạnh cửa sổ để chill chill để chuẩn bị lên bài cho các bạn về phong điệp ngẫu nhiên. Và ở trên kênh này, đây là kênh chính của mình, còn cái nick Nas mà không biết hoa ấy, đấy là nick phụ của mình nhé. Các bạn nào mà không thích xem về những cái trải bài ngẫu nhiên, thông điệp ngẫu nhiên, về những cái câu chuyện nào đó mà mình có thể bắt mình năng lượng ấy, thì các bạn có thể chuyển qua xem ma trải bài trọng tụ. Có nghĩa là mình sẽ để ở đường link trên góc bên phải màn hình. Okay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem về một cái thông điệp ngẫu nhiên là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Okay. Và mình xin nhắc lại là đây là trải bài ngẫu nhiên, một cái thông điệp rất là ngẫu hứng về một cái câu chuyện nào đó mà mình có thể bắt được năng lượng, nên là các bạn hãy đón nhận một cách tích cực và cởi mở và bỏ qua thì nó không liên quan nha. Và bởi vì mình đang ngồi gần cửa sổ ấy, cho nên là có thể là có tiếng mưa này, có tiếng xe cộ hoặc là tiếng người nói chuyện đi lại mà hơi ồn ấy, thì mình cũng mong các bạn có thể thông cảm với mình nha. Ok, đây là cái hình ảnh của mình đời thường. Ok, mình bị loạn và cận ấy, ra là mình rất hay đeo kính. Thỉnh thoảng mà mình có những cái buổi livestream cho những cái kênh nền tảng khác ấy thì mình sẽ bỏ kính ra, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn cho các bạn show cho các bạn cái hình ảnh đời thường, rất đời thường của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài để thông điệp ngẫu nhiên nha. Đây là điều gì đang chờ bạn ở phía trước đây. Ok, xin được kết nối năng lượng với những bạn nào có duyên xem trả bài này và có sự kết nối với Na, xem là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước. Là mong các bạn có thể đón nhận một cách tích cực và cởi mở. Đầu tiên các bạn có imagine, mình sẽ trải ra một số lá sau đó mình sẽ nói nha. Ok, xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với Nam, xem là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Một lá bài nhảy ra là higher power. Ok, vũ trụ đang đón đường các bạn rồi. Và có rất là nhiều bạn ở đây đang sử dụng luật hấp dẫn, dù các bạn là sử dụng vô thức hay là có ý thức, nhưng mà các bạn đang có những cái mong muốn nào đó trong tương lai. Thì mình không biết là tùy mỗi bạn ở đây là các bạn mong muốn điều gì, có thể là mong muốn về tiền bạc, mong muốn về tình yêu. Và có rất là nhiều bạn là đang sử dụng cái luật hấp dẫn, giống như là các bạn tin rằng các bạn sẽ đạt được cái điều đó. Và các bạn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt với vũ trụ, với bản thân mình, với tương lai của mình. Khi mà các bạn có cái ý thức sử dụng luật hấp dẫn ấy, đó là khi mà các bạn có một cái sự thôi thúc gì đó trong trái tim các bạn, giống như là các bạn được thôi thúc làm cái điều gì đó, hoặc là các bạn cảm thấy rằng là có điều gì đó đang đến với mình, thì đó là cái tín hiệu khi mà các bạn đang sử dụng luật hấp dẫn. Ok, tức là các bạn hòa mình vào cái dòng chảy của vũ trụ và có cái sự kết nối tâm linh với vũ trụ hoặc với bất kỳ một cái vị nào đó mà các bạn có cái sự kết nối đó. Xin kết nối năng lượng với các bạn xem là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước. Tiếp theo các bạn có là by the book. Ok, các bạn có vũ trụ dẫn đường và nhiều bạn ở đây sẽ là có quý nhân phù trợ trong khoảng thời gian tương lai tới đây. Nếu mà các bạn đang là những cái kẻ tìm đường ấy, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để gặp những cái người thầy dẫn đường cho mình. Những cái người thầy này có thể là họ hiện diện trong một hình hài cụ thể. Ok, ví dụ như là các bạn sẽ gặp đúng là một cái người thầy nào đó, hoặc là một cái người dẫn đường nào đó cho các bạn này, hoặc là một người sếp, hoặc là một người leader nào đó trong cái hội nhóm của các bạn này, hoặc cũng có thể là các bạn sẽ đi tìm được cái thông tin nào đó dẫn đường chỉ lối cho các bạn, ví dụ như là các bạn xem tarot này, hoặc là các bạn gặp được những người thầy tâm linh của mình, hoặc cũng có thể là các bạn đọc được một cái cuốn sách nào đó. Ok, có thể là nó còn nằm dựa trên cái sự hiện diện của những cái mặt về thông tin, hoặc là khi mà các bạn ngủ mơ á, và các bạn nắm bắt được những cái kiến thức hoặc là những cái aha moments nào đó, thì đó cũng chính là những cái tín hiệu dẫn đường. Nhưng mà khi mà có là by the book ở đây thì nó cũng cho mình thấy rằng là nếu mà các bạn đang muốn đột phá trong một cái cách làm việc hay là trong một cái cách thức xử lý vấn đề nào đó, thì các bạn không nên, mà các bạn nên đi theo những cái dấu vết và cái cách làm việc truyền thống của những cái người đi trước. Thì như thế thì bạn sẽ tránh được những cái rắc rối không không như kiểu không mong muốn nó xảy ra. Ok, điều
gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Tiếp theo các bạn có To The Sea, đang có rất là nhiều cơ hội ở phía trước các bạn rồi đây, cho nên là các bạn đừng có lo lắng quá nhiều, mà hãy cứ tập trung vào những cái kế hoạch của mình, những cái mong muốn của mình, những cái mà các bạn ước mơ, rằng các bạn thực sự mong muốn là sẽ đạt được nó, ok? Các bạn mong muốn điều gì thì các bạn hãy đặt cái niềm tin vào, và đang có rất là nhiều cơ hội ở phía trước các bạn rồi, nên là các bạn hãy bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình mà đi tìm cái lẽ sống, hoặc là đi tìm những cái cơ hội nào đó mà các bạn đang tìm kiếm, ok? Điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây? Yeah, a change in the wind. Sẽ có một cái trận phong ba bão táp nào đó trong cuộc đời của bạn, vì các bạn có một cái sự thay đổi, có một cái sự lột xác. Cái lá bài này ấy, nó rất là thế nào, nó có rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau nha. Khi mà các bạn nhìn cụ thể vào đây, sorry cái ngón tay mình nó bị đứt tay. Ok, thì các bạn, nếu mà các bạn nhìn vào cái lá bài này ấy, thì chú ngựa này ấy, đang khoác trên mình một cái, trông như một cái ngôi nhà nhỏ đúng không, của bầy chim, và ở phía trên lưng của chú ngựa này là có một con ốc sên. Ngựa thì là cái đại diện của hình ảnh phi rất là nhanh đúng không, còn ốc sên thì là cái đại diện của hình ảnh rất là chậm. Đôi khi chúng ta ấy, đang là những sinh vật ở trên trái đất và chúng ta không cảm nhận được cái guồng quay của trái đất, nhưng mà nó vẫn quay. Nó đại diện cho cái việc là đôi khi bạn tưởng rằng là cuộc sống của bạn bị bế tắc, hoặc là bạn đã làm rất là nhiều thứ, hoặc là bạn đã cố gắng rất là nhiều thứ, nhưng mà mọi thứ nó xảy ra chậm hơn so với cái mong muốn của bạn ấy. Và bạn tưởng rằng là chẳng có gì xảy ra cả, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà bạn không nhìn được cái bức tranh toàn cảnh của nó. Và kể cả ngay cả chính những cái sự bế tắc của bạn ấy, nó cũng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Thế nên là đừng đánh giá mọi thứ ở dưới góc nhìn của chính bạn, ở một cái vị trí, một cái điểm rất là nhỏ so với cả cái bức tranh cuộc đời, chả cả một cái bức tranh tổng thể, ok? Mà hãy hiểu được rằng là bạn vẫn đang di chuyển, bạn vẫn đang tiến lên phía trước, bạn vẫn đang ở đúng cái vị trí hành trình của bạn. Cho nên là đừng có quá cảm thấy rằng là mình bị bế tắc, mình bị mệt mỏi, hay là cảm thấy rằng là bạn không tiến bộ, hoặc là mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn ấy nó quá chậm so với cái điều mà bạn mong muốn. Thực ra thì bạn vẫn đang di chuyển, bạn vẫn đang tiến lên phía trước. Vừa mới có một cái cuộc gọi, ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện của bạn nha. Thì khi mà có a change in the wind ở đây thì các bạn hãy hiểu được rằng là cái hành trình của bạn nó vẫn đang tiến bước hàng ngày, cho nên là bạn đừng có quá gọi là sốt ruột với những gì mà bạn đang có hoặc là bạn sẽ có tới đây, bởi vì mọi thứ nó vẫn đang diễn ra theo cái cách của nó, ok? Và cái lá xuyên suốt cho cái bộ mà mình vừa trải ra cho các bạn ý, đó chính là Unfinished Symphony. Có những cái câu chuyện gì đó trong cuộc đời của bạn hoặc trong cuộc sống của bạn nó vẫn chưa có cái sự kết thúc hoàn toàn, cho nên là nếu mà bạn nào đang mong chờ một cái cơ hội mới, một cái tin mới, hoặc là một cái sự chuyển biến mới trong cuộc đời của mình, thì hãy dọn dẹp lại cái cuộc sống của mình, hãy cho những cái công việc cũ nó, tức là nó complete hoàn toàn, nó gọi là nó kết thúc hoàn toàn, ok, việc nào đi việc đấy, và đừng kiểu trễ nải, delay, hay là đừng có quá gọi là cứ mong muốn là ôi cái gì đến nhanh đi, cái gì mới nó đến nhanh với mình đi, nhưng mà những cái cũ thì các bạn chưa hoàn thành xong ấy. Nên là hãy cho mình được tức là hoàn tất một cái quá trình nào đó trước khi đến với một cái quá trình mới, hoặc là đến với những cái cơ hội mới nha, ok. Rồi mình sẽ trải thêm cho các bạn về Lenormand đi. Có thể là cái không gian của mình nó sẽ hơi ồn, thì mình mong các bạn có thể thông cảm nha. Đây mình sẽ đến với Lenormand xem là sắp tới đây các bạn sẽ có gì, hoặc là cái điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Xin kết nối năng lượng với những bạn nào có duyên với Na, xem là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Đầu tiên các bạn có choice, ok, mình sẽ trải ra một số lá, sau đó mình sẽ nói nhá. Điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Tiếp theo các bạn có shift, điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Tiếp theo các bạn có lily, ok, điều gì đang chờ các bạn ở phía trước.
Tiếp theo các bạn có man. Wow. Oh my gosh, một lá này bị rơi ra. Tiếp theo các bạn có sun. Điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây? Nhiều bạn là đang muốn chờ một cái cơ hội đi ra nước ngoài, ok, hoặc là một cái cơ hội để về về Việt Nam, tức là có một cái sự di chuyển, nó vượt biên. Vượt biên ở đây có thể là bạn đi du học này, bạn đi xuất khẩu lao động này, bạn đi làm này, ok, vân vân. Thì các bạn đang chờ cái cơ hội này, hoặc là cái cơ hội nào đó mà xin vào những cái công ty mang yếu tố nước ngoài, ok. Hoặc nhiều bạn ở đây mà có kinh doanh buôn bán cái gì thì các bạn cũng mong có một cái sự thuận lợi hơn về cái việc di chuyển hoặc là về cái việc vận chuyển. Thì cái cơ hội này nó sẽ đến thông qua một người đàn ông, ok, một hoặc hai người đàn ông, và sẽ có một cái người đàn ông nào đó có thể hỗ trợ bạn, giúp bạn. Hoặc nhiều bạn ở đây là có tình yêu yêu xa này và đang chờ một cái cơ hội để về Việt Nam, hoặc là bạn chờ cái người nào đó mà yêu xa bạn ý, ở xa bạn ý, và cái người đó có quay trở về. Thì nói chung là sẽ có, tức là mình cảm thấy là có một cái sự xa cách, ok, dù đây là công việc, đây là học tập, hay là đây là yêu, tình yêu, thì có một cái sự xa cách và các bạn đang chờ có một cái sự kết nối. Và cái sự kết nối này thì nói chung là sẽ có một cái người đàn ông họ họ có thể giúp đỡ bạn nếu mà đây là về công việc học tập hoặc là về cái mặt tài chính kinh doanh gì nha. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một sự đánh đổi về sự trao đổi. Và các bạn cứ phải xem rằng là thuận mua vừa bán, xem là nó có đúng với cái vị trí mà mình muốn hay không, hay là nó có đúng với cái điều mà mình mong muốn hay không. Bạn nào mà ký kết hợp đồng các thứ ấy, thì cũng xem là cái điều khoản nó có cái điều gì nó bất lợi với bạn hay không, hay là các bạn có cảm thấy hài lòng với những cái gì mà mình sẽ có hay không. Nhưng mà khi mà có lá xanh ở đây thì hầu như những cái thông tin ở đây nó sẽ là cái điều tích cực, ok. Hầu như cái thông tin ở đây nó sẽ là cái điều tích cực, cho nên là các bạn đừng có quá bị mông lung hay là sợ hãi hay là lo lắng gì nha, ok. Những cái điều đang ở phía trước các bạn đây nó rất là tích cực. Tiếp theo các bạn có scenes. Một là cuối cùng. We are stuck. Chắc chắn là sẽ có cái sự di chuyển. Nhưng mà ấy, với bạn nào mà đang có những cái kế hoạch lớn nào thì các bạn nên phòng trừ cho mình những cái plan B, plan C, tức là có những cái kế hoạch backup để phòng trừ những cái trường hợp rủi ro cần thiết, không cần thiết. Bởi vì đôi khi ấy, mình thấy ở đây có thể là sẽ có những cái sự delay nào đó. Hoặc rất là dễ nha, là các bạn mua chuyến vé, mua vé tàu, mua vé máy bay, rồi chuẩn bị đi di chuyển các thứ ấy, thì nó lại bị có thể là hủy chuyến này, hoặc là có một cái sự việc gì đấy xảy ra mà khiến cho bạn gọi là trở tay không kịp ấy. Nó đến khá là bất ngờ, chợt nó đến khá là đột ngột. Cho nên là các bạn cần phải có những cái phương án phòng trừ, cộng thêm cái việc nếu mà bạn nào mà di chuyển kiểu đi ra nước ngoài hoặc là về Việt Nam, tức là đi bằng đường thủy, đường bay, ở đây thì mình thấy là đường máy bay nhiều hơn, thì đừng nên mua vé 2 chiều mà chỉ nên mua vé 1 chiều thôi, và sau đó sẽ chờ kiểu tùy cơ ứng biến để xem là cái chiều còn lại mình nên đi theo cái cách nào, hoặc là mình nên đi chọn cái thời gian nào cho nó thuận lợi. Bởi vì nếu mà các bạn mua vé 2 chiều ấy, xong rồi các bạn cứ nghĩ là kiểu đường bay nó thông suốt rồi, mọi thứ nó theo cái kế hoạch ấy, mà khi mà bạn về nước hoặc khi bạn đi được cái chiều thứ nhất rồi thì chiều thứ hai thì rất là dễ bị hủy chuyến một cách bất chợt vì một cái lý do nào đó. Và nhiều bạn ở đây là có cái ý định là chuyển ngành, chuyển nghề, hoặc là đi xa để làm ăn, thì có thể là các bạn sẽ có cái cơ hội đó. Thì đó là cái thông tin mà mình có thể nhìn thấy được ở đây dành cho các bạn. Rồi mình sẽ chuyển sang Tarot nha, xem là các bạn sẽ có gì tới đây. Ok, xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với Nam, xem là sắp tới đây các bạn sẽ có gì, hoặc là cái điều gì đang chờ các bạn ở phía trước. Gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Kết nối năng lượng với các bạn xem điều gì đang chờ các bạn ở phía trước. Đầu tiên các bạn có là Ace of Swords, ok. Mình sẽ trải ra một số lá sau đó mình sẽ nói nha. Mình có một lá vừa bị rơi ra là Five of Pentacles, ok, là 5 xu.
điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây. Tiếp theo là page of wands. Tiếp theo là karma, ok. Page of cups. Một lá bị rơi ra ở đây là death, ok. Và mình sẽ rút thêm một lá nữa nhá. Điều gì đang chờ các bạn ở phía trước? King of Pentacles, yeah. Điều gì đang chờ các bạn ở phía trước đây? Đó là rất là nhiều bạn ở đây là bị cùng kịch về cái vấn đề tài chính rồi. Và nếu mà về công việc thì là công việc của bạn nó không được phát triển, không được tiến triển nữa. Và nhất bạn nào mà đang làm kinh doanh hoặc là đang kiểu khởi nghiệp hoặc là đang có những cái ý tưởng nào đó mà kiếm tiền ấy, thì mình thấy rằng là không có quá nhiều hy vọng. Cho nên các bạn đang đi tìm một cái cơ hội mới nào đó. Nhưng mà bởi vì cái vốn của bạn, các bạn cũng không được dày, cũng cộng thêm cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của bạn cũng không có đủ. Thành ra là nếu mà các bạn mong muốn có thể là tạo dựng một cái ý tưởng nào đó mà nó thành hiện thực ấy, thì hãy dựa vào một cái người nào đó mà họ có kinh nghiệm, hoặc ít nhất là nên đi tìm thầy, ok. Một cái người nào đó mà họ có cái kinh nghiệm, họ có cái vốn liếng, hoặc là họ ít nhất họ có những cái gì đó để họ dẫn đường chỉ lối cho các bạn. Chứ các bạn đừng tự làm, hoặc là các bạn đừng kiểu tức là mình tự bươn, mình tự trải trong cái khoảng thời điểm tới đây, bởi vì nó rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bạn đang có cái karma nào đó ở phía trước này. Và nếu mà bạn nào cứ đâm đầu vào mình kiểu để cho cái tôi của mình dẫn đường chỉ lối, và các bạn cứ muốn là thử, có thể là thử đầu tư, thử kinh doanh, hoặc là thử những cái ý tưởng nào đó mà nó rất mới ấy, thì cẩn thận là có lá death ở đây. Tức là các bạn sẽ thu về được cái bài học hơn là những cái vốn liếng nào đó mà các bạn có thể cầm được, sổ được, nắm được. Và nếu mà bạn nào mà đang mong muốn có thể đầu tư kinh doanh cái gì đó thì mà lại còn kiểu tự làm một mình, hoặc kể cả như là bạn đang mong muốn hợp tác với ai đó, thì mình thấy cái người đó họ cũng chỉ là đưa được cho bạn cái động lực và đưa được cho bạn những cái ý tưởng nào đó thôi, chứ còn cái kinh nghiệm của họ cũng chỉ ngang bằng bạn thôi. Thành ra là đừng có quá liều trong khoảng thời gian tới nếu mà bạn muốn kiểu rút hết vốn của mình ra để đập vào một cái ý tưởng nào đó, bởi vì có thể là bạn sẽ gặp phải những cái điều gì đó mà nó không may mắn trong khoảng thời gian tới đây. Đó là về những bạn nào mà có những cái ý tưởng kinh doanh, đầu tư tài chính gì đó, và nếu mà bạn muốn chi cái tiền của mình ra để mong muốn thu về được cái gì đó, như kiểu là thu được lãi, thu được lời hay thu được cái gì đó, thì nên dựa vào một cái người đàn ông nào đó lớn tuổi và họ có cái kinh nghiệm trải đời, cũng như là cái kinh nghiệm có thể là cái người này đó, họ đã kinh doanh nhiều năm rồi này, họ đã biết là cái thị trường, họ có những cái kiến thức về kinh tế, về tài chính. Và mình thấy là cái người này họ có thể giúp bạn, okay. Hoặc là nếu mà bạn nào mà đang đi tìm việc nha, thì mình khuyên rằng các bạn đừng quá tập trung vào cái việc là các bạn sẽ có gì, có bao nhiêu tiền, lương bao nhiêu, mà hãy xem là cái người sếp đó của các bạn ấy, họ có giỏi hay không, họ có thể để cho các bạn học được những cái điều gì đó từ họ ấy. Thì các bạn nên học đi tìm những cái người sếp nào đó, thay vì đi tìm những cái công ty nào đó mà nó danh tiếng nhưng mà đồng lương thì không được nhiều, cũng như là theo kiểu là các bạn cũng chẳng học được cái gì ngoài cái việc gọi là chỉ là có được một cái công việc ấy. Thành ra là sắp tới đây mình nhắc lại, kể cả khi ngay từ lúc đầu mà mình trải cái bài lá bài Oracle ra ấy, thì các bạn sẽ có người gọi là quý nhân phù trợ, và cái món quà hoặc cái điều gì đó mà đang chờ các bạn ở phía trước, đó là những cái người nào đó mà họ có thể dẫn đường chỉ lối cho các bạn, cũng như là có thể dành được cho các bạn những cái kinh nghiệm mà họ đã có, hoặc là ít nhất là các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ từ họ. Cho nên là hãy kiểm tra xem xét xem là mình sẽ nên học về những cái gì tới đây, cũng như là mình có thể thu được cái lợi nhuận nào từ những bài học, hoặc là từ những thứ mà nó sẽ giúp cho mình trở thành cái hành trang đường dài dành cho các bạn trong tương lai xa tới đây, ok. Còn về tình yêu thì mình thấy rằng là trong khoảng thời gian vừa rồi, hiện tại cũng như trong thời gian tương lai gần tới, thì nhiều bạn là vừa mới kết thúc một cái cuộc tình nào đó này, hoặc là các bạn vẫn còn đang lang thang đi kiểu đâm đầu vào những cái mối quan hệ nào đó mà nó rất là mới, nó không có nền tảng,
cũng như là chỉ dùng ở những cái gọi là bước tìm hiểu nào đó, và các bạn có một cái sự chênh lệch nào đó, có thể là chênh lệch về tiền bạc, chênh lệch về học thức, chênh lệch về tuổi tác, tức là sẽ có một khoảng cách nào đó mà các bạn có thể nhìn thấy rõ được luôn ấy, thì đó chính là cái dấu hiệu cảnh báo cho các bạn biết được rằng là các bạn đang thiếu sót ở đâu, thì các bạn hãy bù vào cái điều đó, đừng có quá dựa vào cái đối phương kia, đừng có nghĩ rằng là họ trưởng thành hơn mình, họ giỏi hơn mình, họ có tiền hơn mình thì mình có thể dựa được vào họ. Cái người mà các bạn đang mong muốn trong cái mối quan hệ tình cảm ấy, cái người đó họ cũng đang có vấn đề của riêng họ rồi, thành ra là họ cũng không phải là cái đối tượng mà bạn có thể dựa vào trong cái thời điểm này hoặc thời điểm sắp tới đây. Cho nên là cứ hãy cứ là lo cái việc của mình trước, và giống như là trong khoảng thời gian này mình thấy rằng là các bạn không phải là cái thời điểm để các bạn đi tìm một ai đó mà vun đắp cái vấn đề về tình yêu, mà cái thời điểm này là cái thời điểm để các bạn giống như là nó là một cái bước ngoặt quan trọng để các bạn xem rằng là mình cần làm gì tới đây, cũng như là mình cần phải đầu tư vào những cái điều gì nó quan trọng hơn chỉ là mỗi cái mặt về mặt cảm xúc ấy. Thành ra là đó là những thông tin mà mình có thể dành cho các bạn ở trong thời điểm này, để các bạn biết được rằng là điều gì đang chờ các bạn ở phía trước, để các bạn biết cách sắp xếp cái cuộc sống của mình làm sao để có thể đón nhận được những cái may mắn đó, và sẽ có rất là nhiều những người mà họ là quý nhân cứu trợ, cũng như là vũ trụ đang đón đường các bạn ở phía trước rồi, nên các bạn hãy sắp xếp lại cuộc sống của mình, có thể là lên những cái kế hoạch nào đó mà nó là những cái kế hoạch dài hạn, hoặc là ít nhất các bạn sẽ có được cái sự mừng tượng cũng như là có được cái sự kiểm soát cho những cái diễn biến tiếp theo của cuộc đời của mình ấy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ở những video tiếp theo của mình nha. Ok, và các bạn có thể cho mình một like, một subscribe, hoặc là các bạn hãy comment cái câu chuyện của bạn để mình biết được rằng là có những bạn nào có sự liên kết với những thông tin mà mình có ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn cảm thấy những cái thông tin ở đây không liên quan gì đến các bạn á, thì không sao cả, các bạn có thể là chuyển qua những cái trả bài chọn tụ khác. Mình sẽ để đường link ở đây và để các bạn follow cái kênh nick phụ của mình, để mình sẽ trả bài chọn tụ ở cái kênh riêng đó. Còn kênh này thì mình từ những cái video sau thì mình sẽ chuyển qua làm những trả bài thông điệp ngẫu nhiên. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.